Dấu thiên tâm bán ở đâu? Sơn Cẩm hỏi. Trên online thiếu gì bên Việt Nam ta bán? Người nào vừa làm này có kinh tế cho gia đình và đồng thời cũng tạo phước, là một công hai chuyện. Và những em nhỏ ở ngoài kia lấy máy clip, tại việc nói cái này là live stream chứ đâu có rảnh đâu mà cắt khúc khúc, thì những người nào lấy cái của kiệt á cứ tự nhiên lấy cắt khúc khúc rồi bỏ lên để mà gieo duyên cho mọi người thì cũng là có công đức, cũng có phước của thời này. Chứ còn riêng Hoàng Kiệt thì không có phải làm phích trương hay là làm lớn cái chuyện về cái dấu thiền tâm hay là đạo thiền tâm nha, thì chỉ là người truyền tin cho quý vị, thì cũng đang chờ Đức Thầy xuất hiện để Ngài nói về cái dấu này và giải thích về cái chuyện cái đạo thiền tâm. Đó là Đức Đức Thầy, tức là Đức Quỳnh Phú Sổ, Ngài sẽ xuất hiện, Ngài sẽ nói, thì ráng chờ đi, thì cũng chờ đó.